Xin chào tất cả các bác vào phiên buổi sáng trưa chiều nay của em nhé. Đây phiên em có một số đơn hàng thôi. Em có 4 đơn, anh chị nào mà chốt đơn thì cứ liên hệ em nha. Em đến hình đầu tiên là đơn hoàng nhạn 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây nha các anh chị nhé. 7 cây này ai chốt yêu thương đơn này cả giá là 200k. Đây là hình 1 này. Đây là hình số 1 nha, 200k đây ạ. Hình số 2 là một cây to nha các anh chị nhé, một cây to này, cái này bị xém lá một ít ở trên này thôi, nhưng mà cây lá xếp đẹp lắm, ai yêu thương con này, con to này em để giá 120. Đây là hình số 2 con to. Hình số 3 là đơn trâu là 130 một cây. Cây thứ 2, cây thứ 3, cây thứ 4 và cây thứ 5, 5 cây là 130 nha các anh chị nhé. Đây là hình trâu nha. Đó, đây là hình 3. Hình 4 là hình cuối cùng, là hình 120, là một cây hoàng nhạn to đẹp như thế này, là bóng luôn, 120. Đó, nó chỉ xem nắng thôi nha các anh chị nhé, nhưng mà nó đang bình thường lại rồi. Em thêm đơn này, em để giá hai cây quế tím là 30k. Đó, 30k cộng thêm vào hoàng nhạn này. Còn bác nào yêu hoàng nhạn thì lấy hoàng nhạn, còn lấy quế tím thì lấy chung với quế tím 30 là 150 nhé. Còn các bác không lấy quế tím thì bỏ ra quế tím thì lấy nhạn cũng được. Đây 150. Bác nào yêu hình 4 đơn này thì chốt đơn lại giùm em nha. Em chào toàn thể các bác, chúc các bác ngày mới vui vẻ nhé.